Trong đoạn clip hé lộ quá trình ghi hình, khán giả có thể thấy Lưu Diệc Phi đã hỗ trợ hết mình trong từng cảnh quay. Chính cô đã đảm nhận đến 90% các phân cảnh hành động mà không cần người đóng thế để chứng minh sự quyết tâm dành cho tác phẩm này. Nói về sự góp mặt của Lưu Diệc Phi trong Mulan, đạo diễn Nicky Caro cho biết bà đã rất vất vả để tìm ra nhân vật phù hợp và cuối cùng nhờ sự nỗ lực kiên trì hết mình và tinh thần cầu tiến đã giúp Lưu Diệc Phi vượt qua 1.000 ứng cử viên để nhận được vai diễn này. Dự kiến ngày 27 tháng 3 tới, Hoa Mộc Lan sẽ ra mắt phòng vé toàn cầu.